các anh em cũng như là các chị em của chúng ta đều thích một thứ gì đó vừa dài này cũng như là vừa to đúng không? Nhưng mà dài to thôi thì chưa đủ. Và trong video lần này Minh Phong sẽ giúp cho các anh chị em của chúng ta biết đến một thứ đặc biệt hơn thế nữa, vừa to này, vừa dài mà còn vừa công nữa mọi người ạ. Và đó chính là chiếc màn hình ROG Swift OLED BG34WCDM. Và xin chào mọi người đã quay trở lại với Hacom. Đầu tiên thì Minh Phong sẽ nói về thiết kế của chiếc màn hình này. Và với cái độ cong lên tới 800R cùng với đó là kích thước lên tới 34 inch, mang lại cho chúng ta những cái trải nghiệm mượt mà nhất này, cùng với đó là sống động nhất ở chính chiếc màn hình này. Thì ở mặt sau thì chúng ta có thể thấy là có luôn cả logo ROG kèm LED và tùy chỉnh hiệu ứng qua AuraSync của hãng này. Và bên dưới thì chúng ta sẽ thấy một cái cụm LED chiếu lên mặt bàn rất là đẹp, có logo của Asus luôn. Và kèm thêm đó là các tấm mica để anh em có thể custom tùy ý của anh em và có thể sáng tạo thêm những cái tấm cũng như là những cái logo riêng cho bản thân của mình. Còn về ở phần chân đế này, mọi người có thể thấy này, rất là chắc chắn cùng với đó rất là vững để chịu được một cái tấm màn dài, cong và to như thế này đúng không mọi người ạ? Đây, Minh Phong sẽ cho mọi người thấy chân đế này rất là chắc chắn. Tiếp đến về độ phân giải thì ở chiếc màn hình này với độ phân giải đó là 2K cộng là 3440x1440 và tần số quét màn hình lên tới 240Hz sẽ giúp cho chúng ta cũng như anh em mình này chơi game mượt mà này, và nó sẽ mang lại cái độ chân thực cao hơn. Và cùng với đó là tốc độ phản hồi là 0.03 mili giây, cực kỳ nhanh cho anh em chơi những cái tựa game cao như là FPS này hay là AAA luôn. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ thấy là cái độ sáng là tối đa lên tới 250 nits. Và để các xem thử là có đúng hay không thì một xíu nữa Minh Phong sẽ test độ sáng cũng như là đo những cái phần màu sắc hay gam màu ở chiếc màn hình này. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ thấy là cái độ tương phản của nó là 1.5:1 mọi người ạ. Và bây giờ Minh Phong sẽ bắt đầu đo màu cũng như là xem thử độ chuẩn màu này, độ sáng và delta E trên chính chiếc màn hình này nó có ổn định hay không nhá. Rồi, như lúc nãy Minh Phong đã nói thì bây giờ Minh Phong sẽ bắt đầu cho các anh em thấy các cái chỉ số này khi mà chúng ta đo màu trên chính chiếc màn hình này. Về sRGB thì Minh Phong thấy lên tới 98%, Adobe RGB thì 74% và DCI-B3 là 73%. Về cái độ sáng này cũng như là contrast ấy, thì Minh Phong thấy là rất là cao. Về độ sáng là cao nhất lên tới 300 nit cơ, không phải 250 nit như lúc nãy Minh Phong nói đâu. Và contrast thì là 5390. Rồi tiếp tục thì về delta E thì Minh Phong sẽ cho các bạn thấy này, ở cái bảng color accuracy này thì chúng ta sẽ thấy là trung bình là 3.06 này, và thấp nhất là 0.73 và cao nhất là 9.61. Và chúng ta có thể nhìn thấy là các thanh này từ 1F cho đến là 6H thì đều rất là tươi tắn luôn. Và tiếp đến về phần cổng kết nối thì trên chính chiếc màn hình Swift OLED đến từ ROG này thì nó sẽ được trang bị cũng như là hỗ trợ đầy đủ tất cả các cái cổng kết nối mà xịn nhất trong cái thời điểm hiện tại. Và ngoài ra thì trên chính chiếc màn hình này còn có thêm cổng USB Type-C để cho anh em nào cũng như là có thể xuất hình ra ngoài một cách đơn giản này, và hỗ trợ sạc lên tới 90W. Ví dụ như là hỗ trợ sạc 90W này thì chúng ta có thể sử dụng một chiếc màn này cùng với đó là một chiếc laptop luôn, thì chúng ta sạc từ cái màn này ra chiếc laptop của chúng ta rất là đơn giản, hoặc là tay cầm chơi game này, hoặc là máy tính của chúng ta, hoặc là một chiếc màn hình khác, cực kỳ đơn giản trên chiếc màn hình Swift OLED này. Và vừa rồi là tất tần tật những gì mà Minh Phong mang đến cho các chị em cũng như là các anh em này, vừa dài vừa to và vừa cong đúng không? Còn bây giờ đừng quên like, subscribe cũng như là bật chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất đến từ Hacom nha.